Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin những điều chưa biết về Phạm Đoan Trang. Sự kiện Phạm Đoan Trang bị bắt bộc phát một số lượng bài viết kỷ lục chưa từng thấy trên mạng xã hội về cô, từ những bạn bè cũ và mới và những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam cả trong và ngoài nước. Từ khóa Phạm Đoan Trang đã lọt vào top 3 tìm kiếm của người dùng Việt Nam trong ngày 7 tháng 10 năm 2020, theo trang EFA tiếng Việt chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị dẫn giải đi giữa đêm khuya từ nhà trọ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Việc bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Phạm Đoan Trang vào khuya ngày 6 tháng 10 năm 2020 và sự đăng tải thông tin đồng loạt vào chiều ngày 7 tháng 10 của các tờ báo nhà nước đã khiến người dùng Việt Nam vào công cụ tìm kiếm để tìm xem người này là ai. Theo thống kê của Google Trending, có trên 20.000 người ở Việt Nam đã tìm kiếm từ khóa Phạm Đoan Trang. Cho đến nay, trên mạng xã hội, những âm vọng về sự kiện Phạm Đoan Trang bị bắt vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Tâm đã quyết rồi, hiềm gì bạo lực, thân đi vào đời, cưỡi trên ba đào. Đó là câu thơ mà sư cô Trần Trăng Tinh Tấn từ Pháp chợt liên tưởng đến hình ảnh Phạm Đoan Trang bị dẫn giải đi giữa đêm khuya. Sư cô viết rằng, trời đất sinh ra những con người nặng lòng với núi sông, cho họ hình thù, cá tính, số phận phù hợp với sứ mệnh của họ đối với cuộc đời. Hình ảnh công an đưa chị rời nhà trọ, mình thấy khoảng khắc bông hoa nhân phẩm nở, hoa nở trong tim người. Bông hoa ấy nở rồi, gọi những bông hoa khác đến quy tụ cùng khai thác, tỏa hương trên mảnh đất Việt. Những bông hoa nhân phẩm không kỳ thị thiện ác, làm rạng ngời mặt đất, lan tỏa khắp núi đồi quê hương. Hoa đến đúng thời sẽ tỏa thơm tràn đầy đất nước, làm vạn tấm lòng tha thiết thức tỉnh rằng đất nước cần tình thương chung. Cầu nguyện cho chị chân cứng đá mềm, bến sắt tươi son. Xin nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt thương yêu luôn để ngỏ trước khuôn mặt bạo tàn. Rất thương và kính trọng chị Phạm Đoan Trang. Sư cô Trần Trăng Tinh Tấn bộc bạch tâm tình với Phạm Đoan Trang như vậy. Bác sĩ Hồ Hải, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng cho biết, ông đã khám cho Phạm Đoan Trang và biết Trang bị hai di chứng chấn thương vẫn chưa lành dù đã được phẫu thuật. Một là bong gân khớp cổ tay, hai là rách dây chằng chéo khớp gối. Ông nói, tôi đã rơi nước mắt khi viết những dòng này và nghĩ về Trang, nỗi khổ của nữ tù nhân chính trị trong trại tạm giam. Và ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc ông Thomas Petrić vào hôm 9 tháng 7 năm 2020 đã lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang. Đây là hình ảnh chụp màn hình dòng tweet của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Thomas Petrić yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang. Ông nói, tôi đã rất lo lắng về vụ việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, người đoạt giải thưởng của Séc vào năm 2017. Giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và các giải pháp hòa bình cho các xung đột chính trị. Tôi yêu cầu trả lại tự do vô điều kiện cho cô ấy và tôi yêu cầu kêu gọi các quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thomas Petrić đã viết trên trang tweet kèm theo hình ảnh Phạm Đoan Trang như vậy. Vào năm 2018, tổ chức PELPRO của Cộng hòa Séc đã trao giải Homo Homini 2017 cho nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vì lòng dũng cảm của cô khi không mệt mỏi theo đuổi sự thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố. Trên trang Facebook của mình, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành kể lại về Phạm Đoan Trang như sau. Trong lần gặp gần đây, trước lúc bị bắt, chị Trang có tâm sự là chị cũng muốn quay về Hà Nội sống với mẹ vì giờ các cuốn sách cần thiết đã hoàn thành. Mấy năm nay, chị phải sống lang thang khắp nơi ở Sài Gòn chỉ vì sợ an ninh bắt khi công việc còn đang dang dở. Mẹ chị dở già và lẫn rồi, nói đến đây rồi chị trầm lại. Ước muốn được về với mẹ tưởng chừng đơn giản, đó lại rất khó với chị. Trong hoàn cảnh an ninh luôn tạo áp lực để đẩy chị ra khỏi Hà Nội hoặc là bắt giam nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị của thủ đô. Nhưng giờ mà về cũng khó em à, còn bao nhiêu việc phải làm. Đôi lúc chị Đoan Trang cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng lại sợ mình không làm thì không ai làm. Đây là hình ảnh. Bên trái là bà Phạm Đoan Trang mới đây công bố trên bản báo cáo Đồng Tâm. Hình bên phải là bà Phạm Đoan Trang đi nạn sau khi bị công an
chặn đánh gãy chân đứt dây chằng và phải phẫu thuật vào năm 2016, đến hiện nay vết thương vẫn chưa lành. Khi chị tận dụng điểm mạnh của mình là khả năng viết lách để ghi chép lại tất cả sự kiện phong trào xã hội, chính trị quan trọng nhằm lưu lại tư liệu cho lớp người hoạt động phía sau. Các báo cáo về những sự kiện nổi bật như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 cho đến 2014, Formosa 2016 đều do chị tổng hợp lại bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh. Ba cuốn sách chị viết có lẽ là ba cuốn giai đoạn mà một người hoạt động dân chủ cần trang bị, bao gồm kiến thức như chính trị bình dân, hành động như phản kháng phi bạo lực và tinh thần dấn thân, cẩm nang nuôi tù. Những cuốn sách này đã khiến an ninh rất khó chịu, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ sự đồng thuận nội bộ để bắt chị cho đến khi báo cáo đồng tâm xuất bản. Trước đó, chị đã nhận được cảnh báo gián tiếp từ an ninh là sẽ bắt ngay nếu chị dám công bố bản báo cáo đó. Tự do không bao giờ là miễn phí cả. Nó sẽ được trả bởi ai đó. Để Việt Nam có được một ít tự do ngôn luận trên mạng như hiện nay là sự trả giá bởi bao án tù đầy trong quá khứ. Sự trả giá của chị Trang chắc hẳn sẽ làm chúng ta suy nghĩ nhiều về giá trị của hai chữ tự do. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành đã nêu lên quan điểm như vậy. Còn luật sư Lê Luân cũng bộc lộ cảm xúc của mình trên trang Facebook như sau. Những nông dân lam lũ cơ cực, những bác sĩ phẫn uất trước bất công, những nhà báo, những người làm ăn tự do để mưu sinh không cam chịu các nghịch lý, đều mang trên mình sức nặng của một tội danh về tư tưởng và quan điểm chính trị ôn hòa bởi nhà nước định đặt ra. Bà Phạm Đoan Trang thì vẫn mang cây đàn và hát những bản tình ca sau những ngày phải trốn chạy trực tiếp trên quê hương đất nước của mình. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang đang say sưa hát bài hát yêu thích của mình. Việc bà ấy làm cũng như bao chàng trai cõng bạn khuyết tật vậy, là giúp cho những người yếu thế được chăm sóc, bảo vệ, và rộng hơn là những người khác sẽ được hưởng tự do đúng nghĩa của tự do, là tự do xuất bản, tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp, và cái bà Trang nhấn mạnh là tự do bầu cử. Vì không có tự do thực sự thì cũng như chúng ta là những người khuyết tật vậy thôi. Những giai điệu thiêng liêng của tự do không bao giờ có thể bị dập tắt bằng bất cứ hình thức chấn áp nào. Nó luôn trỗi dậy mạnh mẽ và rồi sẽ trở thành một khế ước, mà ở đó nó sẽ được giao ước bằng ý nguyện thực sự của người dân. Nhạc sĩ Tuấn Khanh kể lại những ấn tượng riêng của mình về Phạm Đoan Trang trong bài viết Luật cho Phạm Đoan Trang. Ông viết, Phạm Đoan Trang đã trở thành nhân vật chính, dẫn dắt một câu chuyện hấp dẫn, khiến mọi thứ lộ ra rõ ràng trong máu và nước mắt của cô về cái gọi là luật pháp. Tôi mở lại lịch sử cuộc tranh đấu cá nhân ngắn ngủi ấy trong đêm, rồi tần ngần trước ba cột mốc chính mà Phạm Đoan Trang dự báo nhiều điều cho hôm nay của cô, mà tôi chép lại sau đây. Cột mốc đầu tiên đó là vào tháng 4 năm 2017, sự căng thẳng vây quanh Trang đã dâng cao, giới công an viên Hà Nội đã cất sự mềm mỏng, vui vẻ và học bàn. Họ dùng đến những phương tiện khác, đời thật hơn, ra mặt hơn trước. Cuộc diễu hành bằng xe đạp tưởng niệm một năm chuyện Formosa gây ra cái chết cho hàng loạt cá ở các bờ biển miền Trung bị công an ngăn cản ở Hà Nội. Và dù không có mặt trong đoàn xe, Phạm Đoan Trang cũng bị đưa về cơ quan làm việc. Có những tiếng chửi tục và Trang đã kể rằng một công an viên trẻ sau khi không nói được lý do vì sao đưa Trang vào đồn đã chỉ mặt Trang quát. Khi bị Trang phản ứng lại, anh này cũng không nói gì được, lại quát. Sự việc diễn ra trước mặt vài công an và cả những phụ nữ của ngành ngồi nơi đấy, nhưng tất cả đều im lặng. Câu chuyện khi ấy cho biết sự khởi đầu của giai đoạn phía an ninh không còn đối xử với Trang là một người dân phản ứng về vấn đề xã hội bình thường nữa. Sau cuộc bắt giữ không luật ấy, cuộc đời nhà báo Phạm Đoan Trang bắt đầu đối diện với những điều còn khốc liệt hơn. Cột mốc thứ hai, khi Sài Gòn và Hà Nội liên tiếp nổ ra những cuộc biểu tình để nhắc lại tình hình môi trường bị tàn phá, cũng như phản đối luật an ninh và luật đặc khu, phải chính yếu là chống lại Trung Quốc xâm lấn. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang là cô bé nhỏ nhắn mặc áo màu trắng tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ảnh do Nguyễn Lân Thắng chụp vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Trang cũng xuống đường đi bộ cùng mọi người. Sự kiện đáng nhớ lần ấy, một thanh niên trẻ khỏe im lặng cứ đi theo bên cạnh Trang, dù có chút nghi ngờ nhưng Trang cũng nghĩ rằng chắc là sẽ không bao giờ có hại gì ngoài việc theo dõi. Nhưng không, vào lúc ồn ào trộn rộn, bằng một cú dẫm vào bàn chân Trang hết sức nghiệp vụ, tay thanh niên lại đạp bồi thêm một cú vào phía dưới đầu gối, khiến Trang quỵ xuống lập tức. Kết quả là ngay lập tức khớp chân sưng lên ngay, tổn thương nặng. Anh thanh niên biến mất, cứ tưởng là một chấn thương nhỏ và sẽ sớm hết trong vài ngày. Nhưng rồi, vì tình hình đau đớn kéo dài, Trang phải đi bệnh viện. Và từ năm 2015 đến năm 2018 thì bùng phát đau cả cuộc sống.
không thể giải thích nổi vì sao cả hai nơi Trang đến khám sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đều bảo đó là chuyện không có gì để đáng quan tâm. Cho đến khi cảm thấy mọi thứ quá bất thường, Trang chạy vào Nam để đến bệnh viện của một bác sĩ quen. Lúc ấy mới biết cú đạp rất có nghề ấy đã khiến cô bị đứt dây chằng chéo, chỉ còn vướng một sợi cơ, sắp hoại tử. Và chỉ cần trễ một ngày, Trang sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Dây chằng chéo là gì? Vị bác sĩ này giải thích cho biết, những dây chằng chéo này kết nối xương đùi ở trên và xương chảy ở phía dưới để giữ cho trục chi dưới thẳng, chịu đựng được sức nặng của cơ thể. Khi bị đứt dây chằng chéo, hai xương này sẽ không bám vào nhau mà như hai đoạn xương lủng lẳng, không thể liên kết được với nhau để chịu lực lượng cơ thể khi đứng. Cú đạp vào đầu gối từ phía bên sẽ làm cho khớp gối bẻ quặt vào trong, gây đứt hoặc giãn dây chằng chéo. Tình huống thường gặp nhất là cú đạp chơi xấu trên sân cỏ hoặc cầu thủ tennis bị khuỵu xuống trong tư thế đổ gối gập vào trong, hay do một cú đạp mạnh từ phía bên đầu gối do một tay nhà nghề giỏi võ thuật và biết rất rõ hậu quả gây tàn phế của cú đạp này. Dù được cứu không bị mất hẳn một chân nhưng Trang đã phải chịu tàn phế suốt đời. Mãi mãi cô không bao giờ có thể lấy lại được bước đi thanh thoát ngày xưa của mình. Đây là hình ảnh, bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản Tự Do vẫn xuất bản và phổ biến được 30 đầu sách ở Việt Nam. Cột mốc thứ 3 là buổi ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín vào tháng 8 năm 2018. Không có tiếng đàn hát nào trong câu chuyện này mà chỉ có tiếng bôm bốp của những chiếc nón bảo hiểm được dùng làm công cụ để đánh liên tục vào đầu của Đoan Trang. Bốn thanh niên nói giọng Bắc đặc sệt, đi xe máy, đeo khẩu trang, đánh một cách chăm chỉ và toàn tâm cho đến khi chiếc nón ấy vỡ làm đôi. Đoan Trang nói rằng trước đó cô bị một chiếc xe 7 chỗ với những nhân viên an ninh đưa đi. Đến đoạn đường vắng, một người có vẻ là chỉ huy ra lệnh Đoan Trang đi xuống xe. Lúc này đường vắng và xa lạ, giấy tờ và tư trang của Đoan Trang đã bị tịch thu ngay ở chỗ định biểu diễn nên cô phản ứng về việc không thể về được nếu bỏ lại đây. Lúc ấy, người ra lệnh bèn lấy tờ 200.000 đồng đưa cho Trang và nói cô bắt taxi đi về. Trang đứng ở vệ đường còn hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì, cô vẫn còn đau vì khi ngăn cản buổi diễn, những nhân viên an ninh đã đánh cô liên tục trước đó. Cô cũng nhìn thấy xe 7 chỗ ấy không đi luôn mà chạy ra xa đậu lại, nhìn về phía chỗ Trang đang đứng. Cũng vừa lúc ấy, hai chiếc xe với bốn thanh niên ập tới, không nói lời nào tấn công ngay lập tức, dĩ nhiên có cả những tiếng chửi kèm. Khi họ bỏ đi là lúc Trang cố gắng lết đi nhờ người đưa vào cấp cứu. Trong câu chuyện với ba cột mốc mà tôi ghi lại ở trên cho thấy có vô số chi tiết không hề nằm trong khung luật pháp. Bạn có thể hình dung mọi thứ giống như là cách của băng đảng sử dụng để ra uy kiểm soát khu vực bảo kê của mình. Những cuộc tấn công và một cách có hệ thống và rừng rú đã được tổ chức hoàn hảo đến mức bất kỳ công dân có lòng tin và thượng tôn pháp luật nào đều có trở thành nạn nhân. Và rồi Phạm Đoan Trang hôm nay thì bị bắt bởi những điều luật được đưa ra rất mơ hồ, vàng mã lại được đốt lên múa may ở sân khấu luật Việt Nam. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 với bản tin Những điều chưa biết về Phạm Đoan Trang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de